Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái vườn hoa ngọc lan vàng bên mình. Đấy, cái giống mà mình nhập từ Thái Lan về, các bạn thấy hoa rất sai nhé. Mình quay chi tiết cho các bạn. Đấy, cái trồng chậu hoa ra sai chi chít luôn. Trên cây hoa ngọc lan vàng cao tầm 2m, tán rộng 2m nhé. Đây, siêu hoa siêu lụ. Đấy, thơm lắm. Rất thơm các bạn này. Đây các bạn này. Đấy, chính là cái giống hoa ngọc lan vàng. Này rất là sai hoa. Đây các bạn này, hoa rất là sai nhé, rất là thơm và sai hoa. Đấy, tất cả những cây hiện đại của nhà mình thì là hoa một cách đồng loạt như này. Đây, chọn cây khác này. Đấy, cái này thì các bạn trồng tại đỉnh chùa khuôn viên, hoa rất là thơm các bạn nhé. Đây, ở trên cái giống hoa ngọc lan vàng. Đây, tất cả những cây này thì đều được bên mình trồng trong những cái chậu vải. Đây, bầu rễ phát triển ổn định hết rồi các bạn nhé. Đường kính gốc của nó dao động tầm 4-5 phân. Đấy, cao nó khoảng tầm cung cấp chậu khoảng tầm 30-30, đã cung cấp đầy đủ khí dưỡng chất để cho cây nó sinh trưởng và phát triển rồi. Đấy, cây nào cũng đang cho hoa ra rất là sai vậy nhé, nụ rất là nhiều. Đây gọi này, đây hoa, mỗi cái cành này cũng phải tầm 15-20 bông hoa nhé. Đấy, hoa ra sai chi chít. Anh phải báo cáo với thằng ấy chơi. Hoa này. Rất là sai hoa, sai nụ. Những cây hoa ngọc lan vàng mình đang giới thiệu với bạn đây thì được bên mình nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan về các bạn đây. Những cây cao khoảng tầm hơn 2m, đường kính gốc dao động khoảng tầm 4-5 phân. Đấy là những cái cây ngọc lan vàng có cái kích thước lớn nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại các bạn đây. Cái giống ngọc lan vàng này thì nó ra hoa quanh năm và rất là sai hoa. Còn cái dòng ngọc lan trắng thì một năm nó chỉ ra hoa khoảng từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm các bạn đấy. Đấy. Đây là những cây ngọc lan vàng, cây choai hiện tại của nhà mình. Đấy, cây choai thì nó cao khoảng tầm mà cũng gần khoảng tầm 1m rồi, cũng cành tán xung xuê, cành tán đã mọc ra những cái tay cái tán rồi, nó cũng đang cho hoa rất là sai. Và hiện tại thì mình đang bán với giá 500 một cây. Còn cái loại nhỏ hơn nó chưa đâm cành tán ra thì mình có loại khoảng tầm 300.000 các bạn nhé. Rất là sai hoa và hoa rất là thơm, các bạn có thể lựa chọn trồng tại trên ban công cũng được các bạn nhé. Cây thì hiện tại thì đều được bên mình trồng trong những cái chậu vải. Đấy, cành tán rất tròn đều. Các bạn mà có nhu cầu sưu tầm với dòng hoa ngọc lan vàng này thì có thể liên hệ trực tiếp tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm, chuyên cây giống ngoại nhập. Các bạn đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866. Bây giờ thì giao cây toàn quốc, các bạn nhận cây rồi kiểm tra mới cần thanh toán. Đấy, cây ngọc lan vàng này thì nó rất là dễ sống, chịu được nhiệt các bạn nhé, chịu nắng chịu hạn tốt.